បន្ថែម 15% ទៅលើតម្លៃចាស់ឬក៏តម្លៃដើម
chớp dương tất cả ở design view hai phần tọa một tiết dương thở đô vi select một chế kế update đô vi select một chế update vi đường chân trang update 2 cái lại update 2 nè dương dầm mấy dương ai cầm nót chmua của đạo nhỏ thở cả update tìm mình ấy chân dương ai chuẩn bị cháu dương phái dương thở cả update đa cái lại dương phái nè dương thở xe nó expression bao dương dầm mấy lạc đã không expression bao dương ít của ai mà quay ra cái lưu viết hay rồi dọc bị thả bia rồi có zoom đầm bay như anh nghe xua xong có nghe xua mơ và bình phòng được thông tin nè ok và chân nó không cái này như đi prai này của sẽ là thả sma nâng ấy unit prai thì sẽ không nghiệp nè bột nâng unit price cân nâng mãn đọc prán chạy nâng mới rồi thế nè đập bay ro thì đi tài mấy mình mà nâng thì đi tài đá bột nâng đập ra kia rồi nè chân ok mà bảo sân dân sẽ phần nói như rằng của riêng tới việc tới ảnh sẽ nợ dự định ra thì mình đã ở bộ một tháng đập ra kia rồi nè tái dân trong ảnh đây là nên nó là rung chặt rung có rung bôn đại cuối cùng là thọ nâng cư mua kế top show trader đại cụ ban copy top mạnh nhất cụ chờ là chơi control V là mấy phạt chỗ mà đấy ok trên cụ mập phần ăn máu hai cụ ai sạc thì dù môn rằng nhé ai sạc dù tình đấy đang trở thành cảm thế nè nên cái tình đấy đang trở thành cảm thế cái gì đi trai cũng bay nè trên cụ ai tất cả sản dụng với hai cụ chơi tư rãi nè dù ạ báo cụ update 3 đồ bởi sẽ được cụ chơi tư chết vì nâng tập update nơi dự định trai cũng bay nè ngay nè thế mà ta lấy cụ trong cả tết của chúng ta lớn ok và cho những cái dân dịp bị update của mình hãy update cho mình update từng unit price như trong kênh phía lệnh sinh tiết của bọn product dân mà chúng ta update như phụ thân được product name được có unit in stock được có tầm nên nâng lên minh lục và to được có nâng minh lục và to giống như anh tiên phía sẵn như cho mọi người cầm cầm nọt cái lại rô update thu này phía mùi nụ tầng nâng này phía nụ tầng ok được nghe lại hãng chúng ta mấy mình lại hãng đã cho chúng mình là phiêu là mũi chúng mình mang đi khó phiêu và kia tiền phiêu xin xin tiền trường mộng tất cả cầm nọt mộng các bạn lại hãng đối chuyện ok cho nên cái dân dịch update query là xe query là ha update product price chẳng mơ nè ok xe dịch tục nè cái hãy cùng mà xa ran cái đấy cái này dân đang furry nâng áp lên trong đó biết ta áp lên đập làm gì rồi ran nó tiếp biết ta áp lên đập làm gì rồi thì dân ran ta đập đó đập làm gì rồi đập đó nè ok và chân chân bất áp lên nếu tuy nhiên gì thì áp lên furry và phép furry mới tiếp được của cho bạn hãy cứ delete nè delete furry nè delete furry cứ chia một phép furry mỗi đa ตัวนี้ก็ลิสต์ในพอร์ตนี้ก็ลิสต์ในรีคอร์ดก็สำหรับรีคอร์ดแต่ละชิ้นปีเทเบิลในขนมรีเลสสำหรับแต่ละเบอร์เยอะนะได้รีคอร์ดนั้นบอกไปในแหล่งคันบนจุดนู้นนะแต่ตามแหล่งคันในยืนบานกับนอนนะโอเคให้ดับเบิลบอกการในรีคอร์ดนี้ยืนบอกการจะบอกยืนบอกการสไลด์เฟอร์รี่ธรรมดานะให้ยืนแอดในเทเบิลหรือยืนจอมแต่ต้องนั่งรีคอร์ดนี้บนเยอะนะนะ ให้เลือกยืนดูกลายเฟอร์รี่ไทป์ปีสไลด์บล็อกเกียร์ดิลิทโอเคแล้วอุติฮอตฮะผู้จ้างดิบมาการดิลิทเฟอร์รี่จะเป็นดิลิทในคอร์ดมาจุดนู้นจะเป็นที่บอลจะเป็นที่บอลออเดอร์นี่จ้ะนะโอเคจะยืนอ่านจะเลือกที่เอจะเลือกเฟอร์รี่ไทป์ยืนแอดที่บอลออเดอร์มูนิจอลนะ ហើយកុំភ្លេចដូរពីសេឡិតមកជាគេ delete ណាចុចទៅលើ delete មកហើយពេលនោះវានឹងអាចរកថ្មីមួយឈ្មោះថា delete ណាអូខេបើសិនជាយើង delete record ជាប្រធានបទមួយវានឹងយកទៅកាត់គឺជាវានឹងត្រូវយកមកដាក់លក្ខខណ្ឌណាឧទាហរណ៍ថាគូចង់ delete នៅ record
nên là order chẳng lại nè là order là order date nè chẳng mấy cho lọc biết ngày nào mùi tới đó ngày nào mùi cho đàm nè mùi thật là order nó không chứ năm order không chứ năm cao cũng bờ nè nè khu đó có lẽ thang rồi mấy không ở đó không chạm cảm bờ chứ chứ ai phở operator mua chùa thà between nè vì ngày nào là ngày nè ai thằng ngày muối khai muối chạm qua buồn nội cảm bờ là hố đó ngày nè and xa muối khai đọc pi chạm qua buồn nội cảm bờ không chạm tầm muối mực nia còn thà vì ngày muối khai muối là hố đó ngày đi xa muối khai đọc pi ở đây không làm càng bờ đang mày này, thế chứ gì? Ok, hai dân xa ở rán, tại buồn rán ở sao du vì mưa, nè, bạn nếu cứ chia order đại order day, nợ không làm càng cũng bờ, nè, thế, bạn lại cái con nó chia lại để tham để mình mẹ làm để đấy cứ delete biết ha, column cứ chia column đại việc tốt nơi ở đại vía nằng thời điểm đi record đại cả trong chụp buổi nằng đại khăn trong khẩn lòng với nhận nè ok và chấm tỏ buôn rồi phòng bay record đại nằng thời điểm đi nè chấm giờ tất cả đi rằng nếu hai dương chơi như ra nó viên nằng thời điểm đi càng buôn rồi phòng bay như chơi đôi chân như chơi mập nè ok hai điểm đi với anh cả trong chụp buổi nằng vì anh biết bài hai mà chuẩn muốn được trả xe việc ở điểm đi record anh chơi đàn lắm sai nè nè đấm cái record nó sẽ ở delete thì chỉ giờ tới record mà chỉ muốn ở delete thì sai việc tạo chọn chỉ muốn ở relationship chỉ cần table order nó anh biên lấy sim chỉ muốn table nạp sai tiền đặt table order nó cứ chỉ table hàng quán hai table sai tiền nó cứ chỉ table hàng bên này chứ bây giờ lúc record mà chỉ muốn là record mà chỉ muốn ở table hàng quán nó order nó vừa delete chỉ muốn record mà chỉ muốn là không table hàng bên này chứ anh sẽ phải ở delete chứ như thế thôi dựa theo edit relationship bao giờ ngày muốn như ban thì dựa theo edit relationship này nè thì ban dựa theo edit relationship ấy cứ dựa trên bay option này dựa theo cơ cấu đó option thứ bảy là cascade delete related record đó thì thích anh này miễn hai dựa lục record là nó là table hàng quán nó ở việc tăng lục menu record đại delete nó table hàng menu nè thế cho anh cứ lựa chọn nó hai cái delete này cho ai delete record nó không thể bỏ mùi được đó có tìm ra như delete record chạm xong chủ mùi nâng lạc hắn từ lửa phía này nó không thể bỏ xe nè không thể bỏ xe chứ như thật thân bày vĩnh của anh lúc khá lập đi cháu khu ai add thể bỏ mùi tiền nè cái clip của rừng dọc sau thì bỏ hay của anh add thể bỏ customer mùi tiền nè vì đó nói thang customer nó order miền về lên xin 1, 2, many đang bên ấy ok hay của anh đôi viên delete nó mất chứ select đằng bay select trên đây thông bà đạp nè chấm phụ trong bàn phần thông thách nè phụ trong bàn address phụ trong bàn order ID phụ trong bàn order date nè mình thả join thì bọn phi chụp nế mình thả chua chó đằng phí bột và chụp nế để do phi chua chó rồi viên thì bọn đằng phí hãy chụp đế thân khách thân này thì có top shop nè do thầy chú đi đây relate nè do thầy chú đi đây đằng bài trong mê trên phía nâng smart nè chớ như rằng nó vì bậc hai mua tiền thì chớn cái đôi chia lấy order để còn bán order của lòng mà nó ngay đang ngày hai để còn bán chưa cả order à lấy của trong bạn chạy của trong lúc nơi raw order tầng mai nó đài mua này order cứ Maria under chớ như thật thương mình lại nè nè dưới thời cải các đi xem dữ như tất cả các thì bỏ customer mua tiền cho mạnh mấy này há như tất cả đôi kia ấy vì select một chỉ cái delete này đôi bây giờ mình delete máu thế peno dương tất cả remove nơi dương ai tốt tại contact name mua ấy hay address dương ai lục bị lẹ bị change với order id cái thằng lục bị change order date cái thằng lục bị change hai với đại dương thời vừa đồng bộ kế của lúc đang customer này mới chọn xong mấy dương trong lúc record nó không thể bỏ nè thì bỏ order mày nè
chấm dương râu tiên sinh nhạc cài dương trong lúc record trên phía thị bò ná sinh nhạc cài mình không thể bỏ nước râu tiên dương mọc nóng phiêu vào dịp nè thế bắt đầu mà tiên là không table customer vì nói thay dương trong lúc nơi order từ lại ná đã order the customer đại biến mua Maria mình nè nè thế dương trong cả tiếng nơi contact name rồi bóp customer nâng lọ nè đảm bấy đã lẹp hẳn cái này nó đang xong co ha table nó dương trong cả delete record table nó dương trong cả fill với dương bọn đã lẹp hẳn thế bò đi thì khó cứ dừng mấy dừng tiền nhà cài thì order đi máu mình đấy cái lái lý nó như rồi dọc việt hà rõ mình này thà dừng chấm thì lít nơi thì khó tặng lái trên phía thế bò đờ nế thì khó tặng lái trên phía thế bò đờ cái lái có thách nam để dừng tiền trên phía customer mình nâng dừng rồi dọc where mình này thà dừng chấm dọc phần thách nam nâng phía thế bò customer nâng dọc đã lẹt hẳn đã lẹ khẳng bật đăng này bật sân chỉ dưới miên phiêu xây nhất để dưới trực ca dưới mà đã lẹ khẳng đại phiêu lúc thật là không thể bỏ order và dưới thật rồi dầu về đây nè rồi dầu về đây để lấy xe mẹp thay bó đại dưới xe mẹp thay dưới trong dọc về mọi người record cư dưới thật tiên nhạc cài cho đại khẳng hãy dưới dọc lại đi đưa dọc về thay rõ kể chắc là thật nắng lẹ khẳng dưới dầm mấy customer nó chung mùi kế nè Maria Ander nè chắc cũng chắc là ví dụ mưa sẵn nếu cứ chỉ order tặng lại đã nằm rơi tự định đã nè order nó chứ mua Maria Andrew nè thế và chắc à vậy nếu cứ chỉ mua cầm hôn bà quà thế này contact này bà quà cứ Mary Andrew nè để chắc như tư can Andrew Ander nè như tư can design dù bánh dưới rang như thế nè dựa vào cái delete sixero mê thác Maria Ander nó cứ quạt bàn order của mũi đỏ chẳng order nó cứ trần lục chọn họ và tay mẹ mê thác lục Maria Ander nó tìm customer nó nơi tại để xa tục nông table customer tại còn thác customer nó cứ mình miên cả order ấy chẳng hạn mình miên cả order chẳng hạn nè chứ như chất lưu chất yes mà thế và chứ như cứ dân điểm vì delete query nó delete query dân sau append query một tiệt rồi đấy thế anh dịch anh sẽ save query tốt như đặt là delete delete này delete order chẳng mà nữa ok giờ anh bắt query là một tốt đấy append query vẫn là chỉ append query chỉ một page query mới để dùng para đầm bay chấm long record nè chấm long record pi thì bỏ muối ta cắn thêm bỏ muối tiền nè chấm long record pi thì bỏ muối ta cắn thêm bỏ muối tiền chấm long record pi thì bỏ muối ta cắn thêm bỏ muối tiền nhà mày mấy nó cũng là tập về với dưỡng muối nó cũng ban bạc cao thì bỏ bay muối mày thì bỏ muối mới chơi pi thì bỏ customer order nè đại không thì bọn mày nó dương do đại customer ná đại đấy đại mua contact nén cái chặt đâm là số e mình chăng ấy thế à lấy cứ trong bot từ đến đây cho tất cả thì bọn customer order nắng ấy nếu customer ná đại mua là bọn có chặt đâm là số b thì họ chọn rồi đấy thế chăng nó dân cất nơi cất ra nơi lấy record này cho sắp làm record về thang miễn customer đọc ra nét đại chung bộ cất chạm đoàn đoàn xóa A ta customer mà nét đại chung bộ cất chạm đoàn xóa B là tất cả bọc chỗ được làm tất cả thay bộ mấy nữa chứ những cái chân lưu người ấy ai bật bật thay bộ nó cho sức cơ bản đấy thế thì ấy như bây giờ và vừa đi design hai bật to bật tiết dưới trơ ca add nơi source table anh kia source table table down này tốt nơi record để dưới trơ ca bọc cho tôi can table customer order mạnh nặng cứ table này kế
table customer that trai ka chuan chmuoy nang table lock order na okay ti 1 ti 2 yeung trai ka thau pi select mok chi append na la chi ban soft table hai yeung do pi select mok chi append pe yeung khluea append pi da phai tiang append 1 dai append 2 chmuoy table komnot nou chmuoy table ruko destination table da yeung trai ka bos record tae na chơi liên tục các bọn con tới tăng thì bọn chúng mới kiếm customer order rồi cho việc mở customer order nơi con ông ấy khởi động database được gọi anh ăn đơn đặt database và xem chỉ customer order nơi con ông ăn đơn đặt database giờ rồi cho option tp hai dùng rô rô mơ đặt database này tốt nữa thì bọn customer order này nè tại customer order cứ được nóng khởi động đặt bây giờ này chứ rồi cho khởi động database ok dương thực mà nét dương còn tại ban cầm nót nơi source table hay là destination table dương còn tại ban cầm nót tám dương tại bọ record tên á bọ tại căn phía là khác này destination table bao dương trên dương trong ban này kì dương thật tin toàn mới được coi dương thật ban thì bọ customer order đừng mở đại nãy thằng ta customer order nó bị miền phía lệch lại phía lục đạo miền phía nát đây lục đạo tám khi nào đến nơi một kê khi nào đến bị cào kê đấy kê chém customer ID này nè chém dân trong ban customer ID là con customer append to bọn ta can customer ID được nó thì bỏ customer order cho một tiền contact name nè mình đặt contact name được nó thì bỏ customer bọn ta can contact name được nó thì bỏ customer order address mới chứ mà nè chơi UT address mà address là con customer bỏ tất cả address là con customer order order ID mình đi order ID là bỏ order bỏ tất cả order ID là con customer order order date mình đi nè chơi con order dùng mình order date order date là con order bỏ tất cả order date là con customer order nè ok à bởi sao cô gặp lọc này cô rang query nâng kìa mấy chỉ trên tờ design hay trên trang tới viết bài thế viết bọc record các bạn đại ban join kia đầu viên đại ca chỉ biết join kia đầu viên customer order đó cho tất cả table customer order nè hãy admin phân hạ cả lại nè từ stone từ đến đây stone thì chúng ta cũng học hàng nên không table customer order đó nhưng do customer id chỉ private key nè hai bà sân chia tầm đá thì dưới bạn bọc tầm xa hay dưới bọc tầm tiết vì cho nên là anh error message ấy cả là người chẳng tầm nè chẳng như thử bởi nít mơ tên lơ phía đại chìa khi đi có phía đại mình ai sắp tầm lại stu này bà nụ nè thế tại không cả đại dưới cư viên năng mình stu anh tế để xa thật thật nè mà dưới cư muốn nít cư thật thật nè mà dưới chung bút chặp ra là xóa A lấy thật thật nè mà dưới cư thật là chung bút bọc hạt khi chặt đam là sọ bì chớ dương phải operator muốn chúng ta like mình đấy like bì cài nhưng mà nè thế chớ dương ra được không giờ sao dùng viên mới sách của bạn customer bằng một nét đại thạch này và có chúng có chặt đam là sọ bì nè chớ dương ta đi làm yếu dương ra được không you are about to append 9 row nè vì thay dương đặt bo bằng 4 row tất cả thì bỏ customer order chúng cứ chỉnh lời giờ xem nào, cứ mở trong cái box customer, cứ refresh về làm quen, rồi giờ refresh, rồi còn refresh all đi mà, nè, nè, bị khó ca đấy, ca, muốn nâng mạng, ram đấy, và bỏ ở phần buồn thì khó thì mất lại bài sập buồn, đấy, thế thì cứ vấn đề mình bị khó mà nên là bạn bỏ mọc này, chứ cái cứ như thế là pi phân query nè phân query nè dùng viên make thì bọc query với đại của bạn số môn nâng háo để của bạn có tục lập tổng video của dự định nè thế nhưng nên phần nâng